Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị mà bản thân tôi đang vận dụng áp dụng vào trong thị trường về đầu tư Forex. Và bản thân chính các nhà đầu tư khi tham gia trải nghiệm vào trong thị trường cần phải hiểu rõ làm gì có cái chuyện á quân Forex thế giới, hero trader hay thầy dạy Forex, và bất kỳ một ai chia sẻ cho các bạn giá trị về phương pháp hay kinh nghiệm ở trên thị trường mà không chịu giao dịch thực tế thì xin lỗi bạn, đó chỉ là trò bị bợ mà thôi. Giao dịch được thì họ phải cần phải chứng minh bằng thực tế, giao dịch được thì chúng ta cần phải thấy rõ về lịch sử giao dịch ở trên thị trường đó, cần phải thấy rõ về lịch sử. Bây giờ em thấy nha, đây nhìn này, rồi còn anh ở bên này đánh này, xong rồi ngồi các bố luận xem là gì nhỉ, anh đánh theo phương pháp gì, đâu mày theo mày có luận nổi. cái này nó hoàn toàn khác nhau đúng không? Có đúng không? Thế bây giờ mày là học trò ta thì mày mới biết được cái nhà bên tay trái của ta là phương pháp gì, có bao giờ thấy được cái này không? Cái vấn đề nó bây giờ có đúng là sáng nay anh biểu diễn cho anh em xem có cần nhìn chạc mà vẫn có được vào không? Thứ hai là gì nhỉ, em phải nhìn chạc vào đây. Thế bây giờ anh chỉ hỏi em nha, Vượng, ông Wonder và tất cả các ông lớn khác, thế chẳng nhẽ ông nhìn vào đây để ông bảo giá cổ phiếu không lên đấy à? Hay là giá vàng sẽ lên đến đấy, làm gì có? Có đúng chưa? Rồi bây giờ nó cứ bảo các cái vùng này, có đúng là hôm qua anh bay chỗ này không? Đấy, ta sáng nay ta tê về đây. Bây giờ thả xuống đây ngon chưa? Nhưng tài khoản này tao không còn đánh như vậy, nhưng tài khoản này mình thấy nó khác hẳn. Cái vấn đề mục tiêu của anh em mình là nhà phụ thuộc vào cái số tiền và cái số ấy ở trong tài khoản, chứ không phải là anh em mình ra ngoài chơi bảo phải như này, không R1, R2 đủ các thứ kiểu, đừng nghe bọn bịt như vậy. Nếu mà đánh được thực tế thì chỉ có mỗi một thứ là nhỉ, đánh được thực tế thì chứng minh, còn đánh không được thì lấy cái vẹo gì ra để mà chia sẻ, để mà cho cộng đồng thấy rõ, có đúng chưa? Chơi mõm là luôn luôn là gì nhỉ, là dùng trading view để lên, xong rồi đặt lệnh trên trading view, xong rồi tổng kết là ăn bao nhiêu bit, đấy gọi là chơi mõm. Nên là kiến thức mà dùng backtest là kiến thức với kiến thức một. Thế bây giờ anh hướng dẫn các em là anh có đánh thực tế cho xem không? Sáng nay anh đánh cho xem thấy hiệu quả không? Còn chưa đến những cái điểm mà anh chờ lại không bao giờ làm. Còn đâu đấy nhỉ, đấy là do bản thân cái người trader đấy. Khó nhất của trader là nhỉ, là nuôi được lệnh. Nuôi lệnh ở đây nhỉ, có hai dạng. Một dạng là dễ là cái bọn là gì nhỉ, bọn đéo phải là trader, là bọn đánh là chỉ có cúng nạp vào trong tài khoản đấy, là bọn ngáo tưởng là bản thân nó là trader, là chỉ có suốt ngày đi nạp như máy bơm ấy. Là gì nhỉ, vào thì lúc nào cũng là gì nhỉ, mất cũng lõm, suốt ngày là cái quản lý vốn phải có SL, phải có TB, thế cuối cùng không biết đánh có nó mẻ hết đâu, có đúng chưa? Thế bây giờ dạng đầu tiên là nhà không có hiểu cái gì hết, đánh vào vô tội vạ. Dạng thứ hai hiểu, người ta phải biết điều chỉnh, người ta phải biết tính toán. Rồi bây giờ cho em xem cái nữa. Này, khi mà em đánh em phải định hình được xem là nhà các lệnh của em có chưa, có đó, chứ không phải ra ngoài xong rồi dùng backtest xong rồi nói ở phương pháp xong rồi ở quá khứ thế này. Trong phương pháp của anh có nói về quá khứ chẳng bao giờ, ngay cái hiện tại đấy cho em xem. Anh cần nhất là người quyết định và đưa phương pháp vào trong thực tế tạo ra giá trị. Cái vấn đề không phải là khối lượng lớn, cái vấn đề là nhà có kỹ năng thật sự hay không, có đúng không? Giống như em có khả năng mà em lái phân khối lớn, ví dụ em lái được phân khối lớn thì em xuống phân khối nhỏ thì bình thường không? Bây giờ phân khối nhỏ không lái được làm sao leo lên được phân khối lớn? Ra ngoài mình đi làm ở đâu đó thì người ta cũng yêu cầu mình chứng minh về năng lực, có đúng không? Em đóng tiền học cho chỗ nào thì em tại sao không yêu cầu thầy chứng minh? Em cũng học một số nơi, đây cũng học một số nơi rồi. Có thầy nào dám cho ở trực tiếp xem tài khoản cho anh không?
Thế có thầy nào dám show cho bọn em xem không? Mới đầu mày mày thích xem không? Bây giờ mày ngồi tao giết rồi mày thấy bao nhiêu dàn tài khoản thì ăn hết bà chưa? Đó, thì cái thực tế là gì nhỉ? Phải ngồi xem kiểm chứng được. Nếu mà anh không mà chơi được thì có dám cho mày ở phòng chơi không? Có dám cho mày xem tài khoản không? Đó. Bây giờ nha. Ôi, chào anh em, kiếm như vậy đủ rồi. À, Tết thì nghỉ Tết nhé. Đó, chào anh em. Đánh nó khác.